Xin chào cả nhà. Hello everyone. Welcome to Soon Woon Channel. Thank you for stopping by. Today I'm going to New York, Lansing, New York, and I'd like to take you to the Cornell Park. So please follow me. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi công viên ở Cornell ở New York nha cả nhà. Mời cả nhà đi theo Soon nha. Cái này là hoa mộc lan mà màu vàng cả nhà. Đây. Đẹp, rất đẹp, nó chưa nở. Ở đây là New York nha cả nhà. Ở đây là Lansing, Cornell. Đây, cái cây nó cao lắm nhưng mà nó chưa nở ra. Hôm nay mình đi vườn hoa, quay cho nhà xem nha. Đây cả nhà, đây là hoa bồ công anh nha. Ở bên Mỹ bồ công anh là là người ta coi như là cỏ nha cả nhà. Ở Việt Nam mình coi thuốc cho mình nè, cỏ nè. Nhiều lắm, đây nè. Đây đây, mình đi vô đây được không ta? Đây. Đây. Bồ công anh hoa màu vàng thiệt là đẹp luôn. Ở đây là cái park. Bên kia hoa màu trắng đẹp cả nhà. Xem cái này đã luôn. Ra trên này nó cũng lạnh. Ồ, chưa có hoa gì nhiều hết. Ở trên kia rồi. Đi bộ qua đi. Cây này hoa nó mới búng búng, nhỏ xí à, chưa có mọc ra, chưa có nở hết. Cây này giống cái cây màu tím anh, cây màu trắng, màu tím. Đây này có cây hoa đẹp lắm, này nở rồi. Đây. Đẹp hơn cái nhà, quá đẹp ha. Quá đẹp luôn. Cái này kiểu bên đây là cái thông thôi. Hoa bên đây bông nè anh nè. Hoa bên đây dừng bông nè. Tulip kìa. Wow. Cái này mình vô đây được không ta? Vô này chắc được mà. Cái bông này đẹp nè, bông này lạ nè. Đây, bông này lạ kìa. Đây. Có màu tím luôn. Màu trắng, màu tím, màu hồng. Cái lông, cái bông nó rủ xuống, nó không có lật mặt lên ha, nó rủ xuống không. Đây bên này tulip, tulip màu đỏ đẹp quá. Màu vàng trắng luôn các loại. Wow, cái bông tulip đó trời bự không, cái màu đẹp ghê ha. Có màu cam rất là đẹp, thương. Ô, cái bông tulip rất ngộ ghê nè, đây nè. Ôi, đẹp ha. Sợ anh vô. Bên này màu hồng rất là đẹp nè.
phấn đủ thứ màu hết, đỏ đẹp nguyên khung thôi. Wow, cái bông này tulip bự ghê. Đây, cái này mới là đẹp nè. Đó. Con chim bên kia. Đó. Tulip này nhiều cánh nè. Đầu tiên thấy tulip mà nó nhiều cánh như vậy nè. Ngộ ghê. Này tulip màu này cũng đẹp. Hôm nay dẫn cả nhà đi xem hoa một chút, hy vọng cả nhà thích. Nếu cả nhà thích, nhớ like, share, subscribe giúp mình nha. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà video lần sau nha. Xin chào và bye bye.